Hansi Flick làm đúng với những gì ông cam kết trước trận đấu là không thực hiện những điều chỉnh nhiều đối với đội hình xuất phát so với trận đấu với Peru. Marius Wolf, cầu thủ đáng chú ý của Dortmund có thêm một cơ hội đá chính, trong khi Kerrer và Gnabry là những cầu thủ được chọn khác. Với tuyển Bỉ, Thibaut Courtois gặp một chấn thương nhẹ và phải trở lại Madrid, vì vậy thủ môn Koen Castel của Wolfsburg có cơ hội được ra sân. Sau khi lập hat-trick vào lưới Thụy Điển, Lukaku một lần nữa được trao cơ hội để đá chính. Bỉ nhập cuộc mạnh mẽ, dâng cao ép sân và cố gắng thực hiện các pha tấn công nhanh vào khu vực nguy hiểm của đội tuyển Đức. Trong một tình huống, De Bruyne đã tìm thấy khoảng trống giữa sân khi mà đối thủ đang mất cảnh giác. Đường truyền cho Carrasco đang lao xuống bên trái vượt qua hàng thủ tuyển Đức, rồi cắt vào trong và tung ra một cú sút không thể cản phá vào lưới của Ter Stegen. Bỉ sớm dẫn trước và họ lại càng tự tin hơn trong việc chơi bóng. Họ dễ dàng cướp bóng và làm khó người Đức khi đối phương lại tỏ ra khá lúng túng trong các tình huống phòng ngự. Để rồi một lần nữa, De Bruyne lại trở thành ngôi sao ở trận đấu. Lần này mặc dù bị bao vây bởi 5 người đàn ông, anh vẫn có thể truyền một đường bóng vượt qua hàng phòng ngự cho Lukaku, người sau đó đánh bại Ter Stegen bằng một cú sút chân trái rất mạnh. 2-0 cho Bỉ ở thời gian quá sớm, và Lukaku tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn trong lần hội quân này. Tất nhiên người góp công lớn nhất chính là De Bruyne với 2 pha kiến tạo từ đầu trận. Bỉ thậm chí đã có thể có bàn thắng thứ 3 khi Lukaku tiếp tục có bóng và thực hiện pha bứt tốc về phía khung thành đối thủ. Goretzka phát hiện ra mối nguy hiểm và áp sát tiền đạo này, và lần này đã kịp hóa giải sự nguy hiểm đó. Đức gặp vấn đề trong việc phòng ngự và họ tiếp tục cho phép Lukaku quá thoải mái trong vòng cấm, nhưng lần này cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi vọt xa trong sự tiếc nuối. Đó nên là một bàn thắng, nhưng Lukaku có vẻ cũng đang cân bằng lại cái duyên ghi bàn của mình ở những tình huống trước đó. Đội tuyển Đức đang càng gặp khó khăn hơn khi Goretzka tập tễnh rời sân sau khi bị trẹo mắt cá chân trái trong pha vào bóng trước đó với Lukaku. Anh được băng bó rất kỹ rồi được đưa ra sân để điều trị thêm. Tất nhiên khán giả Đức và nhất là fan hâm mộ của Bayern Munich sẽ vô cùng lo lắng khi chứng kiến hình ảnh này, vì trận đại chiến với Dortmund chỉ còn cách đó có 4 ngày. Cầu thủ Felix Mensah của câu lạc bộ Wolfsburg là cái tên được lựa chọn thay thế. Đức cũng có một sự thay đổi nhân sự khác có vẻ liên quan đến chiến thuật khi Emre Can thế chỗ Florian Wirtz ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hàng tiền vệ ban đầu của họ trong trận này hoàn toàn bị lép vế trước người Bỉ. Việc Emre Can xuất hiện ở tuyến giữa của đội tuyển Đức giúp họ tăng tính chiến đấu và trở nên dễ thở hơn trước sự tự tin của người Bỉ. Anh ngay lập tức chứng minh sự hiện diện trên sân bằng một tình huống lấy bóng từ trong chân của De Bruyne, và khán giả nhà cũng trở nên phấn khích trước điều đó vì họ đã không nhìn thấy tinh thần thế này của Đức từ đầu trận. Đức sau đó cũng bắt đầu tạo ra lại những cơ hội. Cú sút đầu tiên của Timo Werner cũng xuất hiện. Tiền đạo của Leipzig nhận bóng bên ngoài vòng cấm và sút thẳng, nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. Sau đó đến lượt Wolfsburg tung cú volley vào khung thành từ khoảng cách 16m, nhưng cú sút treo góc của anh đã bị Castel cản phá thành công. Tuy nhiên bước ngoặt cho người Đức đến khi cú đánh đầu đi trúng khung thành của Füllkrug lại chạm vào cánh tay đang dang ra của Lukaku, và Đức vì thế được hưởng phạt đền. Cũng chính anh là người tự tin thực hiện quả phạt đền đó, đánh lừa được Castel. Bỉ là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của hiệp đấu đầu tiên và lẽ ra có thể ghi nhiều hơn 2 bàn nếu Lukaku hay Luke Bakio không bỏ lỡ những cơ hội khác. Nhưng người Đức sau khoảng thời gian chịu trận cũng đã phản ứng rất nhanh với những vấn đề của họ. Không có sự thay đổi nào từ Đức trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhưng Bỉ đã đưa Vertonghen ra sân và thay thế bằng Schlemaker. Trong khi đó, Đức bắt đầu chơi điềm tĩnh hơn, thắt chặt hàng tiền vệ so với hiệp 1. Đó cũng là lúc người Đức lao lên. Wolf băng xuống bên cánh phải sau khi nhận được một đường truyền từ phía sau. Cầu thủ này kéo bóng đến đường biên ngang và truyền ngược lại cho Gnabry, người chỉ có thể sút xa dưới áp lực của một hậu vệ bên phía đội khách. Có nhiều tình huống phối hợp tấn công của Đức diễn ra hơn trong giai đoạn này. Füllkrug giành chiến thắng trong màn độ sức với Lukaku để lao lên đón quả tạt từ cánh trái, nhưng anh chỉ có thể đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang từ cự ly 10m. Đức tưởng như đã có bàn gỡ khi Werner là người ghi bàn nhận đường truyền của Enmecha. Tiền đạo của RB Leipzig đã vượt qua Castel đưa bóng vào lưới, nhưng anh đã bị thổi phạt biệt vị. Bỉ tiếp tục có sự thay đổi nhân sự khi Leandro Trossard và Johan Bakayoko vào sân thay cho Yannick Carrasco và Dodi Lukebakio. Sau đó họ cũng tung Charles de Cattelier thay cho Lukaku, trong khi Đức tung Christian Gunter thay cho David Rom. Người Đức liên tục tấn công dồn dập, trong khi Bỉ thì cố gắng phòng ngự. Có điều những chân sút của đội tuyển Đức từ Werner, Gnabry cho đến cả Kimmich đều không thể thành công. Họ đang ở cận kề một trận thua trên sân nhà và tất nhiên điều đó không tốt một chút nào. Nhưng Bỉ cũng có những lời đáp trả, và dù cho là hiếm hoi, nó lại đem đến kết quả bất ngờ. Đó là một pha phản công của đội khách khi Trossard đột phá bên cánh trái và truyền vào cho De Bruyne.
người đã tung cú sút vào góc dưới khung thành bằng chân trái của mình. Trận đấu này trở thành một màn trình diễn cá nhân tuyệt vời của Kevin De Bruyne. Đội trưởng của tuyển Bỉ có 2 kiến tạo và 1 bàn thắng, tiếp tục chứng tỏ sự ảnh hưởng khi chính thức nhận chiếc băng này từ Eden Hazard. Trong khi đó, Trossard cũng ngày càng cho thấy giá trị tăng lên của bản thân với những màn trình diễn xuất sắc từ câu lạc bộ cho tới màu áo đội tuyển. Người Đức rất nỗ lực để không phụ lòng khán giả của họ, nhưng đối thủ Bỉ cũng quyết tâm để các cầu thủ không dễ dàng thực hiện điều đó. Castel vẫn chơi tốt và Gnabry khi có cơ hội thì vẫn sút bóng chạm cột dọc. Cho tới tận cuối trận họ mới có thể ghi bàn. Gnabry đã làm được điều đó với cú dứt điểm từ đường chuyền của Schrader, nhưng họ lại không kịp gỡ hòa và đành chấp nhận một trận thua trên sân nhà. Chiến thắng này của người Bỉ cho thấy họ đang có một phong độ tốt sau khi chia tay huấn luyện viên Martinez, và tất nhiên nó cũng được kỳ vọng có thể duy trì trong giai đoạn kế tiếp. Bỉ đang cho thấy họ là một đội chơi phản công rất tốt và có thể định hướng của đội bóng này trong giai đoạn sắp tới sẽ là thế. Trong khi đó, đội chủ nhà của Euro 2024 lại đang cho thấy họ vẫn còn nhiều việc để làm. Thế hệ mới của tuyển Đức vẫn chưa cho thấy cái uy của một đội bóng lớn, dù Hansi Flick là người làm việc với họ. Đức cũng gặp vấn đề lớn trong việc tìm người giải quyết trận đấu, dù Bỉ cũng có vấn đề tương tự, nhưng họ vẫn cho thấy tình hình của họ vẫn tốt hơn đội chủ nhà. Dù vậy thì cũng phải khen ngợi cách Đức sửa sai sau khoảng thời gian bị ngợp ở đầu trận. Họ đã tăng cường chất lượng chơi bóng ngay khi cảm nhận việc lép vế trước đối thủ ở tuyến giữa. Sau trận, cầu thủ xuất sắc nhất 90 phút là Kevin De Bruyne đã có những chia sẻ như sau. Đó là một trận đấu hay, 30 phút đầu tiên diễn ra rất hay, đầy nỗ lực. Thật vui khi thấy chúng tôi có thể chơi tốt như vậy. Sau đó thì trận đấu trở nên khó khăn hơn một chút. Nhưng hợp lý thôi vì đối thủ của chúng tôi là Đức mà. Người Đức nhập cuộc tốt hơn và gây sức ép nhiều hơn. Chúng tôi phải cố gắng tìm lại những khoảnh khắc của mình trong hiệp 2. Chúng tôi cần biết rõ hơn nữa khi nào nên chơi bóng ngắn và khi nào nên chơi bóng dài. Giai đoạn hiệp 2 chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, nhưng đội cũng cho thấy chúng tôi phòng ngự tốt. Nói chung là có rất nhiều điều tích cực diễn ra trong trận đấu này. Đây là một trận giao hữu giúp cả hai đội bóng có thể tìm ra những điểm tích cực lẫn chưa tốt của họ. Và dù gì thì nó cũng còn thiếu vắng một vài cái tên quan trọng so với đội hình mạnh nhất của cả hai. Như đã nói, người Đức dù không phải thi đấu vòng loại, nhưng họ thậm chí có rất nhiều điều để lo lắng hơn khi mục tiêu giữ cúp tại sân nhà vào 16 tháng tới là không thể tránh khỏi. Người ta đã hy vọng về một Bayern Munich mùa giải 2019-2020 trong hình thành của cỗ xe tăng, nhưng có vẻ nó sẽ phải chờ đợi thêm để được chứng kiến điều gì tương tự. Tính về lịch sử, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1954 Bỉ đánh bại được Đức trong một trận đấu trực tiếp. Nhưng tất nhiên cũng chẳng bất ngờ cho lắm khi ngôi sao lớn nhất trên sân lên tiếng và đã tỏa sáng rực rỡ.